phát hiện trên 1.300 vụ vi phạm, khởi tố 228 vụ, 357 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt đồng ngân sách nhà nước là trên 43,6 tỷ đồng. Đây là những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Các vi phạm chủ yếu là quy định về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm như trên tuyến biên giới và thị trường nội địa, kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mắc hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu.